bắt đầu được đẩy cao hơn một chút khi mà những team ở dưới cuộc góc 6 giờ như BT và Mob thì đều đã outball rồi, họ bắt buộc phải giao tranh với nhau để lựa chọn ra một cái tên tiếp theo có thể di chuyển được vào. Sẽ làm đội hình là khá đẹp tới từ đỉnh bên phía BTR. Nói siêu ăn yếu thành công đến với trường play on rồi, chưa để có được thêm những pha knock out nữa, nhưng ở đây thì Lapa vừa phải nằm lại và đó là câu trả lời tới từ Koru. FM cũng bắt đầu rút DPS ra và chỉ bắn sau lưng của đối phương, nhưng bắn sau lưng thì là hơi chớ, một mạng chứ phải nằm lại tới được Pam Quang. Bây giờ thì còn lại Zenforce. Zenforce sẽ đối đầu với Bu Bu Bu, pha xử lý 1 vs 1 và Zenforce đang quyết định là confirm đối phương trước đã để có thể chắc chắn rằng là đội tuyển của mình có điểm một cuộc, và sau đó là tình huống triple kill tới từ Zenforce. Một tình huống di chuyển đảo sau cú hàng rào và sẽ khỏi thăm mình để cho Passer là người bơm cho mình lượng máu cơ bản. Easy có nét trên tay và đối phương muốn lên sẽ làm cái gì vậy, lộ vị trí luôn. Ego đẩy ra, sấy vào vị trí BBG. BBG nằm xuống, mở phải đang có người. Tâm mạch đứng cứu nữa. Passer đẩy lên rồi. Liên tục hoàn toàn sấy vào con xe này đã gần nổ. Đối phương đang cầm hưởng UMP và cả hai đều là UMP. 15 viên đạn đến từ phía chiều Ego. 15 viên duy nhất này. Đúng 15 viên. 6 viên. À có bờ 4, đổi bờ 4 rồi. Và đó vẫn có bắt thắng thuộc về cho team 3. Điều đó không quá quan trọng khi mà họ có cho mình những vật backup. Nhưng với cây Wonder Click đổ đèo trong một tình huống họ không có quá nhiều tông nền. Và đó là những thủ hoàn hảo đến từ Visibly bên phía Tianpa. Còn lại một mình cái tên Ca Chuân rồi. Lee quyết định là sẽ giúp cho mình một quả nết khi mà có sự hợp tên là ở phía sau lưng. Ca Chuân chỉ cần hở ra là sẽ bị spam vào. Cây dân phục C họ làm tốt hơn so với PL nha. Để ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Đây là tính của Tâm muốn tẩy lên những căn tròi này, nhưng mà nó quá thấp đến của Tâm đi. Tiếp tục sấy vào vị trí của đó chàng Kenny Grum, đứng đảo xe để gây sự chú ý vào vị trí đốc kỳ, nhưng nhảy sẽ là chết. Kenny là người nằm xuống, đốc kỳ có mạng đẩy ra bắt hai đến với Kenny và khả năng là cân ba được nha, khi mà vị trí của anh chàng Tâm muốn đẩy lên có cây che chắn rồi, có một cái nhá thuộc về cho đốc kỳ, và như vậy đó là vị trí của chàng Cleo là người cố kịp thời. Vẫn còn nhiều hy vọng dành cho bộ đôi bên Vaba Esports nha các bạn ơi, khi mà Swap và Tony K đều là hai thành viên bắn tay to nhất ở trong rạng của Vaba Esports. Web mất đi lượng máu là khá nhiều, tôi kể đến xa đến không được rồi, không có quá nhiều hy vọng dành cho Vaba Esports nữa. Đây là một vị trí quá xấu để họ có thể cắt 1-2-4 thành công, không còn cơ hội để được ném xuống. Và thậm chí Web anh đã không có máu nữa cơ, vẫn đang cố gắng ẩn náu ở sau cái tảng đá này. Nếu như còn phớt e thì hoàn toàn sẽ có góc nhá dành cho Web. Bây giờ đội hình của bên phía Dimock đẩy xuống rồi, đang thiếu máu, nhá được không đây, và nhá thành công đi một người của bên phía Dimock tìm. Đừng bảo với tôi là 1-4 thành công nha, khi mà vị trí của anh chàng Dù đang quá cứu lại đi vị trí của chàng Bubuhu. Còn phía bên kia là hai người bị nóc và đó là quả đến tay cơ đến trên Swap rồi. Rồi xong rồi, nghiệm Zulu luôn.